Xin kính chào quý vị. Để giúp quý vị nắm bắt được những vấn đề đáng quan tâm, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý. Vụ nổ kinh hoàng ở Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân bị thương nặng nhất đã tử vong. Triệt phá đường dây làm căn cước công dân giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tỉnh Phú Yên từ trước đến nay. Tài xế lái ô tô điên chạy 83 km h trong khu đô thị tông hai học sinh thương vong. Làm lộ đề thi tốt nghiệp môn toán, nữ sinh ở Yên Bái bị khởi tố. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ nổ bình khí ở Hà Nội, nạn nhân nặng nhất trong ba nạn nhân bị thương đã tử vong trước khi được đưa vào viện. Sáng mùng 8 tháng 11, lãnh đạo bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội xác nhận thông tin một nạn nhân trong vụ nổ máy nén khí xảy ra tại phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội đã tử vong trước khi vào viện. Cụ thể, sáng mùng 7 tháng 11, các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội tiếp nhận hai nạn nhân vụ nổ bình khí nén, nạn nhân là anh L, V, H 31 tuổi và anh N, V, T 40 tuổi. Bệnh nhân tử vong là anh L, V, H. Anh H được đưa vào viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, mạch không, huyết áp không, đồng tử giãn, toàn thân bỏng và có những mảng da bị lóc lột ở đùi bên trái, cẳng chân trái, bệnh nhân cũng mất một phần chi thể. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ lập tức cấp cứu ngừng tuần hoàn bằng cách bóp bóng, ép tim, đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc đặc trị. Sau 30 phút cấp cứu không có kết quả, điện tâm đồ là đường thẳng điện thầy thuốc kết thúc quá trình cấp cứu, giải thích với gia đình. Với bệnh nhân Ti là giám đốc công ty nơi xảy ra vụ nổ, người này được đưa vào viện cùng khoảng thời gian trên nhưng bị nhẹ hơn. Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện tỉnh táo hoàn toàn, đau đầu, hơi chóng, theo dõi bỏng độ 1 đến 2 nửa mặt bên trái và cánh tay trái. Bệnh nhân đã được ekip trực sơ cứu, trục chiếu khảo sát tình trạng tổn thương. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng mùng 7 tháng 11, tại công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện lạnh Tùng Nga, số nhà 250 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ nổ bình nén khí. Thời điểm xảy ra sự cố có ít nhất ba người đang làm việc. Vụ nổ đã khiến ba người gặp nạn, trong đó có anh Hát, anh Ti trên đây được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn và một nam thanh niên 26 tuổi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Ngày 6 tháng 11, Công an quận Phú Nhuận cho biết, vừa triệt phá một đường dây làm giả căn cước công dân, lập tài khoản ngân hàng để lừa đảo. Trước đó, chiều mùng 3 tháng 10, nam thanh niên đem một căn cước công dân có tên Võ Quốc Thành đến Ngân hàng Thương mại Công thương Việt Nam, Việt Tin Banh trên đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận và yêu cầu nhân viên ngân hàng mở tài khoản. Tân cho biết được Lê Văn Điểm, sinh năm 1993, ngụ quận 11 thuê dùng thẻ căn cước công dân giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng và được trả công từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng tài khoản mở được. Khám xét nơi ở của Tân, công an thu giữ thêm hai căn cước công dân mang tên của hai người khác. Từ lời khai của Tân, công an đưa điểm về làm việc. Tại công an, điểm khai được Sunaka, chưa rõ lai lịch thuê quản lý 7 nhân viên có các tài khoản là Lâm Tân, Mắc, Báp 93, Trần Linh, To Ba Co Bạc Liêu Pop Chiêu, Khải và FT. Các nhân viên có nhiệm vụ dùng thẻ căn cước công dân giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Mỗi thẻ căn cước công dân giả đăng ký thành công sẽ được trả 1,2 triệu đồng, điểm hưởng lợi 200.000 đồng tài khoản. Điều tra công an xác định được tài khoản mắc là Hoàng Văn Tân, sinh năm 1999, ngụ quận Gò Vấp nên mời về làm việc. Người này khai được điểm trả 1 triệu đồng tài khoản nếu dùng căn cước công dân giả đi mở tài khoản ngân hàng. Khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Tân, công an thu 6 sim điện thoại dùng để mở tài khoản ngân hàng. Y. Ba giấy biên lai nộp tiền ở ngân hàng. Mở rộng vụ án, công an quận Phú Nhuận xác định Trần Hữu Phát, sinh năm 1989, ngụ quận 3 và Nguyễn Hồng Phú, sinh năm 2001, Ngụ quận 1 là người trực tiếp làm giả nhiều căn cước công dân, Phú Khai tháng 3 năm 2023 tình cờ lên mạng thấy có nhiều người cần đặt căn cước công dân giả để làm thẻ ngân hàng nên nảy sinh ý định làm giả. Sau đó, Phú bàn với Phát rồi cùng nhau lên mạng tìm hiểu cách thức làm và thuê một căn nhà ở quận 7 để làm nơi làm giả căn cước công dân. Khi có khách đặt làm căn cước công dân, Phú lên mạng mua lại căn cước công dân thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát, sau đó phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo. Sau khi làm xong thì đưa lại cho Phú để Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán, Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao căn cước công dân giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng. Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, cả hai đã làm giả thành công 40 căn cước công dân giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở cũng là nơi phát và phú làm giả căn cước công dân tại phường Tân Thuận Tây, quận 7. Công an thu giữ 3 phôi căn cước công dân, trong đó 2 phôi căn cước công dân có thông tin và một phôi trống, máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Việt Tân, Văn Tân, Phát và Phú về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án. ngày 7 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Đức Hơn, 26 tuổi, chú tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 35 phút ngày mùng 6 tháng 11, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, bắt quả tang Trương Đức Hơn đang cầm một túi sách màu đen có biểu hiện nghi vấn hàng cấm. Qua kiểm tra túi sách của đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 17 bịch ma túy đá tổng trọng lượng khoảng gần 1 kg cùng một số dụng cụ nghi để sử dụng trái phép chất ma túy. Làm việc tại cơ quan công an, Hơn khai nhận vận chuyển thuê số hàng cấm trên từ một đối tượng ở tỉnh Bình Thuận rồi mang về tỉnh Phú Yên, sau đó sẽ được trả công. Theo công an tỉnh Phú Yên, đây là vụ án vận chuyển ma túy lớn nhất tỉnh này từ trước đến nay, công an đã tạm giữ tăng vật đồng thời mở rộng điều tra vụ án. Ngày 7 tháng 11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, Đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô để điều tra liên quan vụ tai nạn giao thông. Trước đó vào hôm mùng 5 tháng 11, xe khách 16 chỗ lưu thông trong đường nội đô tại khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã đi với tốc độ cao sau đó đâm một xe máy chở hai người đang sang đường. Thời điểm va chạm, ô tô di chuyển với vận tốc trên 80 km/h. Sự việc khiến hai người đi xe máy bị hất văng ra xa, một trong số hai người tử vong. Qua xét nghiệm, tài xế ô tô 16 chỗ không vi phạm nồng độ cồn. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Mới đây, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh, sinh năm 2002, trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Công an tỉnh Yên Bái vừa phát đi thông tin, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh, sinh năm 2002, trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại phòng thi số 61, điểm thi trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn toán, mùng 2 tháng 3 thời gian làm bài, Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ chức chụp ảnh phần đề thi mà ánh chưa làm được để gửi qua ứng dụng Messenger cho ba người khác làm bài thi hộ. Công an tỉnh Yên Bái cho rằng, Hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi, nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.